Nhanh lên ông chú ơi, cháu khát quá rồi, nhanh lên cho cháu đớp miếng nào. Ui giời ơi. Mày cày thế nhở? Ông đùa tôi đấy hả? Tôi là chó đùa của ông nè. Mẹ đứa nào đổ bê tông ở đây? Kết cả mình. Em có ai có sao? À đây rồi, đây rồi. Mẹ tôi bỏ tiền ra tôi sử dụng dịch vụ của ông như thế này à? Đây là quả báo. Ui. I'm so good at action.